buổi sáng ăn sáng ở Đức Trọng, món phở xào. Đây là cái dĩa phở xào, có lẽ là ăn chung với tương hột, tương xay, tương ớt. Nhìn ngon chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ không xào bằng thịt gì? À, có thể là đây là xào bằng thịt bò các bạn. Ăn thử một miếng. Ngon quá. Trộn đều lên. Cái đĩa này thấy nhiều á. Thấy em, nhiều không? Bây giờ bắt đầu ăn nhé. Rất vừa ăn, ngon. Tại với bắp cải cộng phở nhỏ như cộng hủ tiếu nha. Cái đĩa này to cho nên mới ăn được nửa đĩa mà thấy cũng no. Ăn hết thì cũng no. Cái này cũng thể ráng ăn hết tại vì quá trời ngon. Đã chén được 1/3 cái đĩa phở rồi. Cảm thấy no, quá no rồi. Nhưng mà phải ăn cho hết. Một dĩa giá trụng